tạp chí thể thao.com, trang tin thể thao bóng đá luôn cập nhật những tin tức mới nhất, thông tin nhận định bóng đá, tin soi kèo, tỷ số, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng bóng đá, tin tức chuyển nhượng nóng hổi luôn cập nhật 24 giờ. Dữ liệu bóng đá số được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm và thỏa mãn niềm đam mê với những tính năng đỉnh cao ngày hôm nay. Cập nhật tin tức thể thao mới nhất hôm nay. Nếu là tín đồ của thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua như bóng đá, chắc hẳn bất kỳ ai trong chúng ta đều có thói quen cập nhật tin tức thể thao mới nhất hôm nay liên quan đến đội bóng, môn thể thao mà mình yêu thích. Thể thao trong nước. Tin thể thao trong nước tại tạp chí thể thao sẽ cung cấp tới quý khách những tin tức nóng hổi liên quan đến các môn thể thao trong nước như bóng đá nam, bóng đá nữ, tennis, quần vợt, các tin tức liên quan đến các ngôi sao bóng đá trong nước, các vận động viên của các môn thể thao, tình hình chuyển nhượng cũng như các giải đấu thể thao hấp dẫn đang diễn ra trong nước. Tin thể thao quốc tế. Tin thể thao quốc tế tại chuyên trang tạp chí thể thao sẽ cập nhật tới quý độc giả những tin tức mới nhất liên quan đến thể thao quốc tế. Tất cả những tin tức của các môn thể thao hấp dẫn nhất như bóng đá, quần vợt, đua xe từ các giải đấu hàng đầu trên thế giới sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị độc giả sớm nhất. Tin nóng thể thao bóng đá. Với những fan hâm mộ của bộ môn thể thao vua thì chắc hẳn việc cập nhật những tin nóng thể thao đã trở thành thói quen hàng ngày. Thấu hiểu những tâm tư của độc giả, đội ngũ biên tập viên của tạp chí thể thao vẫn luôn cố gắng đem đến những tin thể thao bóng đá mới nhất, chính xác nhất tới bạn đọc. Tin tức World Cup 2022. Tại tạp chí thể thao, tất cả những tin tức World Cup từ vòng loại, vòng bảng cho đến vòng chung kết đều được chuyên gia sát sao cập nhật, hy vọng đem đến cho độc giả những tin tức mới nhất trong và ngoài sân cỏ. Chuyên trang tạp chí thể thao chắc chắn là địa chỉ cung cấp những tin tức thể thao mới nhất 24 giờ. Đến với tạp chí thể thao, quý độc giả sẽ không bao giờ lo lắng bỏ lỡ bất kỳ tin tức thể thao trong nước hay thế giới. Tạp chí thể thao.com, thỏa sức tận hưởng đam mê và cập nhật toàn bộ tin tức thể thao hấp dẫn.